Thưa quý vị, với mong muốn đem đến niềm vui và tiếng cười cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vào ngày 8 tháng 9 vừa qua, Sư Cô Diệu Mỹ, Sư Cô Tâm Hiệp cùng đoàn Phật tử đã tổ chức chương trình Trung Thu Yêu Thương tại các điểm trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc địa bàn xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đi cùng đoàn còn có bà Hà Thị Út Nhỏ, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã Phi Thông. Tiếp đoàn có thầy Nguyễn Văn Hoàng, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Quốc Toản. Cô Mông Tú Lệ, phó hiệu trưởng trường tiểu học Trần Nhật Duật, điểm Sóc Xuân. Cô Phùng Thị Kiều Nhi, hiệu trưởng trường mẫu giáo Hoa Lan. Cô Trần Thị Hoàng Oanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Đại diện giáo viên trường Trần Bình Trọng, trường tiểu học Phan Huy Chú, cùng quý thầy cô giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh thân mến. Trung thu là dịp Tết đặc biệt của thiếu nhi với đêm rước đèn trong trăng phá cổ. Thế nhưng với không ít trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Tết Trung Thu sẽ chỉ là một giấc mơ nếu không có sự chung tay góp sức của những tấm lòng hảo tâm và toàn xã hội. Vì vậy mà cùng với việc tặng quà Tết Trung Thu cho trẻ em nghèo tại các điểm trường, luôn được nhà hảo tâm cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Nhờ đó, những ngày này không khí Tết Trung Thu lại rộn ràng hơn với các trẻ. Phát biểu tại các điểm trường, Sư Cô Thích Nữ Diệu Mỹ gửi lời chúc sức khỏe đến thầy cô giáo, các em học sinh, chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, để không phụ lòng gia đình và thầy cô. Sư Cô chúc các em có một mùa Trung Thu thật ý nghĩa và hạnh phúc sau 2 năm dịch bệnh kéo dài. Đáp lại tấm chân tình của đoàn, đại diện các điểm trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Sư Cô Thích Nữ Diệu Mỹ và Sư Cô Thích Nữ Tâm Hiệp cùng Quý Mạnh Thường Quân đã quan tâm đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà đến tận nơi để trao những phần quà thật ý nghĩa cho các em. Chúc quý sư cô cùng đoàn luôn được thân khỏe, tâm an, vạn sự cát tường để chia sẻ nhiều hơn những phần quà ý nghĩa đến các mầm non tương lai của đất nước. Phi Thông là xã thuộc diện khó khăn trong số 12 phường xã trên địa bàn thành phố Rạch Giá, đời sống của người dân chưa được phát triển. Thấu hiểu được điều đó mà Quý Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm luôn dành những tình cảm tốt đẹp của mình đến với bà con cũng như trẻ em nơi đây. Được biết, trong chuyến chia sẻ yêu thương lần này, hai sư cô cùng quý Phật tử đã trao đến các em 1.000 phần quà gồm bánh Trung Thu và lồng đèn ông sao, tập trắng với tổng giá trị trên 30 triệu đồng. Buổi trao quà kết thúc trong niềm hoan hỷ của Quý Mạnh Thường Quân và niềm hân hoan vui sướng của các em học sinh.